vali sách vở, chảo sách vở, thậm chí là thau sách vở. Trông có vẻ lạ lẫm, nhưng đây là trang phục đến lớp của học sinh trường song ngữ quốc tế Canada, BCIS, trong ngày hội Pyjama and Free Backpack Day ngày 13 tháng 5. Ngày hội Pyjama and Free Backpack Day của trường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của học sinh đến từ các khối lớp. Khi trang phục đến lớp không phải là đồng phục, học sinh được dịp thỏa sức sáng tạo trong cách lựa chọn và phối trang phục đi kèm. Thì thật sự mà nói thì sau cái đợt dịch vừa rồi thì mọi thứ nó quay trở lại trường nó rất là căng thẳng và học sinh cũng rất là cần một cái hoạt động gì đó để làm cho cái tinh thần nó tươi mới hơn. Thì mình nghĩ rằng đây khi mà cái hoạt động này được quay trở lại thì sẽ là một cái cú hích và làm cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn và vui vẻ hơn khi mà đến trường. Những bộ đồ pyjama xinh xắn đủ màu sắc tạo cho không khí phòng học rực rỡ, vui nhộn và thoải mái hơn. Không chỉ lựa chọn những bộ quần áo độc đáo, học sinh còn lựa chọn cách biến tấu những đồ dùng gia dụng thành cặp sách để mang đến trường. Đây là chương trình dựa trên những ý tưởng, đề xuất của chính học sinh trong trường và được ban giám hiệu đồng ý. Thực ra là sáng nay em đã thức dậy là em đã hào hứng lắm rồi. Kiểu em muốn kiểu em mặc đồ và em đi tới trường sớm nhất có thể luôn á. Kiểu nói chung là nó là một cái ngày gì đó mà kiểu mình tự cảm giác được là mình là cái người làm nên cái này và mình đã thành công với cái này á. Nên em rất là cảm giác rất là vui và tự hào. Khi thầy cô giáo cũng hưởng ứng thì khoảng cách dường như được xóa bỏ. Học sinh và giáo viên như trở thành một gia đình ấm cúng và gắn kết sự thân thiết hơn với nhau. Cô nghĩ là đây là một cái hoạt động vui vẻ, là nó là một cái ý tưởng từ phía học sinh. Do đó nên là việc mà học sinh có những cái ý tưởng để cho các cái đời sống học đường của các em nó trở nên thú vị hơn thì cô thường là cô hưởng ứng. Đây là toàn bộ là những cái vật dụng mà hàng ngày đều phải đến trường, đều phải đi làm. Son rồi ổ cứng rồi chìa khóa rồi sách và laptop là những thứ mà hàng ngày đi làm là phải mang. Nên là hôm nay cũng hồi hộp lắm tại vì cái laptop này nó rất là đắt tiền mà bỏ vô cái thau thì nó cũng không có tương xứng cho lắm. Nhưng mà không có sự lựa chọn nào hết, không thể mà không mang laptop đi được nên là vẫn phải đi cái laptop theo. Đó. Bên cạnh việc giáo dục tính cách thông qua các hoạt động cụ thể, học sinh thật sự đã có những trải nghiệm thật thú vị khi mình và các bạn bỗng nhiên hơi khác ngày thường một chút, bỗng nhiên hài hước hơn một chút. Học sinh trường song ngữ quốc tế Canada BCIS dường như được tiếp thêm năng lượng cho mỗi ngày đến trường với đầy ắp niềm vui và rộn rã tiếng cười.